Samanta chakawale su aja gacchantu devata satamang buniri jasa sunato sakamakadang thamma savanakalo vayam padanta thamma savanakalo vayam padanta thamma savanakalo vayam padanta Lukasana thang varamutama hang vuthanja thammanja panama mi sangkhang. Đệ tử xin thành kính lên lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tôn đức tăng, quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt, nhất là gia đình Phật tử thí chủ, mong cho tất cả đường sẽ vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, được biết là Thượng tọa Tuệ Quyền có đem một bộ âm ly của Phật tử nào đó làm phước để trang âm cho các cái cuộc lễ chùa Quảng Nghiêm cũng như chùa Vũ Đức. Ở bên ngoài thì nghe rất là rõ, các vị cũng yêu cầu chúng tôi là lên thuyết pháp để cái mic nó gần cái miệng, nhưng mà kinh nghiệm thì khi mà để cái mic gần cái miệng đó thì nó ở trong chánh điện chúng ta nó nghe vang, nó ồn khó nghe lắm. Xin nói như thế này, quý vị nghe rõ không? Rõ vậy thì để như thế này đi, nó không có nhiễu âm. Với hơn nữa đó, chủ yếu là thuyết pháp cho những người trong chánh điện nghe, còn những người không có ngồi trong chánh điện mà đi ngồi ở ngoài sân á thì lỗ ráng chịu. Chứ bây giờ chiều theo ở ngoài ở trong nghe không được, cũng tội nghiệp. Hôm nay là cái ngày lễ dân y cuối cùng trong cái mùa Kathina. Hôm nay ở tại chùa Nguyên Thủy cũng có cái lễ dân y, và chùa Vũ Đức cũng lễ dân y trùng. Nhưng mà hiện tại tôi thấy ở đây các tu nữ, các Phật tử chúng ta tụ họp về cũng đông đảo, cho nên sư cũng hoan hỷ để tán thán niềm tin và công đức của quý vị. Trong cái thời pháp cuối cùng mùa dân y, sư muốn nhắc nhở quý vị một điều. Cái tựa đề thời pháp hôm nay xin nói về cái tiếp tục cuộc hành trình. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Thế nào gọi là tiếp tục cuộc hành trình? Nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất, là hôm nay là cái ngày cuối cùng của mùa dân y Kathina. Phật tử chúng ta có người nghĩ rằng hết cái mùa đi làm phước rồi. Có những người bắt đầu ngày mai là họ nghỉ ngơi, họ không có tu tập thiện pháp nữa. Cái điều này không đúng. Chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình. Bởi vì cái cuộc hành trình của chúng ta đến giải thoát đó, nó chưa có dứt điểm đâu. Hết mùa dân y, nhưng mà những cái thiện pháp khác chúng ta vẫn phải tu tập. Quý vị nhớ kỹ điều đó, chúng ta vẫn phải tu tập, không có nên dừng lại. Devadatta
tu tập chứng thiền thần thông, rồi ngã rẽ sang cái con đường danh lợi, cho nên cuối cùng quậy thiền, mất thần thông và tạo nhiều cái ác nghiệp, phải sanh xuống địa ngục. Đức Phật là mới nói rằng: này chư tỳ kheo, vì Devadatta đã dừng lại nửa chừng cái con đường mà đáng lý phải có cái sự tiến bộ thêm, cho nên người Phật tử chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta phải có một cái cuộc hành trình tiếp tục. Cái thứ hai nữa, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trong cái ý nghĩa là những cái thiện pháp nào mà chúng ta đã làm rồi thì chúng ta phải tiếp tục làm thêm những cái thiện pháp đó. Như Đức Phật ngài dạy rằng: Puññanche puriso kajira kajira thi tăng bu đắc bu năng tâm hi chan đăng kajira thác suko puññaso chayo. Nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, tất an lạc. Thiện pháp mà chúng ta làm để lót đường đi đến đạo quả giải thoát, chúng ta vẫn chưa hoàn tất, việc nên làm chưa làm xong, gánh nặng chưa đặt xuống, thế thì chúng ta cần phải tiếp tục làm cho đến khi nào chúng ta chứng đắc được đạo quả A-la-hán, thì lúc đó chúng ta mới gọi là kết thúc phận sự nên làm đã làm xong. Cái điều thứ ba đó, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình, đó là cuộc hành trình sanh tử luân hồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Vì sao vậy? Bởi vì thưa quý vị, cái thân già bệnh chết này nó không phải hứa hẹn cho chúng ta trong một thời gian. Phải chi mà cái sự già, cái sự bệnh tật và cái sự chết nó hứa hẹn chúng ta rằng trong một tháng kể từ 16 tháng 9 âm lịch cho đến rằm tháng 10, trong 30 ngày đó các vị sẽ phải bị già, bị bệnh và bị chết. Do đó cho nên chúng ta phải hối hả, chúng ta đi làm phước trong 30 ngày. Mà hễ qua hết ngày hôm nay rồi mà chúng ta không có bị già, không bị bệnh, không bị chết thì ngày mai chúng ta nghỉ đi chơi được. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự già là cứ mỗi một thời gian trôi qua là chúng ta đến sự già. Bất luận là thời gian trong mùa dân y hay là sau mùa dân y, chúng ta đều phải bị già, bị bệnh. Không phải trong cái thời gian này mới bị bệnh, mà sau khi hết cái thời gian này chúng ta vẫn tiếp tục bị bệnh. Bởi vì cái thân tứ đại này thì thưa quý vị, không có tránh được cái sự bệnh tật. Và cái sự chết cũng vậy. Loài người của chúng ta có thể chết do hết tuổi thọ, có thể chết do nghiệp cắt đứt mạng sống, có thể chết do hết tuổi thọ và nghiệp một lượt, và cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Và do đó chúng ta chưa biết là mình bị bệnh lúc nào và chúng ta bị chết lúc nào. Trong khi Đức Phật ngài dạy năm điều bất định mà không thể đoán trước, biết trước được. Một là cái sự bệnh tật. Bữa nay thấy mình khỏe vậy đó,
Nhưng mà đêm ngủ thức dậy, chúng ta bị bán thân bất toại, bị đột quỵ hoặc chừng. Bây giờ chúng ta khỏe, nhưng mà vài bữa nữa chúng ta cảm thấy mệt trong người, đi khám bệnh, đi xét nghiệm tổng quát, thì bác sĩ họ báo cho biết là ung thư rồi. Thí dụ vậy. Cho nên chúng ta cái sự bệnh hoạn là bất định. Thứ hai là cái sự chết bất định, cái thời gian chết không biết là đây đến Tết thì chúng ta có thể ăn Tết được nữa hay không cũng chưa biết, hay là gần Tết chúng ta chết, hoặc là năm tới chúng ta chết, hoặc là 5 năm nữa chết, 10 năm nữa chết. Cái đó nó bất định lắm, chúng ta không biết trước được. Rồi cái nơi mà chết, chúng ta không biết là chúng ta chết ở nhà, hay là chết ở ngoài đường, hoặc là chết ở dưới nước, hay là chúng ta đi lên máy bay mà bị chết ở trên hư không, chúng ta không biết trước được. Rồi cách chết, chúng ta chết thì do chúng ta mệt quá nằm ngủ rồi đi luôn, hay là do chúng ta bị tai nạn, hay là do người khác, kẻ thù nữa đâm chém chúng ta chết cũng chưa biết được. Cho nên cái sự già, sự bệnh và sự chết chúng ta bất định. Rồi cái sự tái sanh ở cảnh giới nào chúng ta cũng chưa biết được. Cho nên chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta tiếp tục cuộc hành trình sanh tử. Cái điều thứ ba chúng tôi muốn nhắc cho quý vị là hãy nhớ rằng chúng ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình sanh tử. Do vậy trong cái thời pháp này, sư muốn gửi đến quý vị Phật tử chúng ta những cái vấn đề chung quanh trong cái việc mà chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình. Vấn đề thứ nhất là sau cái mùa dân y này, sau ngày hôm nay, bắt đầu ngày mai trở đi là chúng ta không còn để đi dự lễ ở dân y ở các chùa, đã hết thời hạn rồi. Cho nên nhưng mà chúng ta không dừng lại, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình thiện pháp của mình. Tức là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để chúng ta tu tạo phước báo. Sư thường nhắc cho các Phật tử chúng ta cái phước Phật, phước đức, phước trí là chúng ta phải làm thường xuyên. Phước Phật ở đây đó, tức là cái sự bố thí xả tài. Chúng ta có thể bố thí bằng cách gọi là Sangha Vasena Đa Năng, tức là chúng ta bố thí tế độ cho người nghèo khổ. Thứ hai gọi là Pucha Vasena Đa Năng, tức là bố thí bằng cái sự cúng dường. Trong mùa dân y thì chúng ta đi đến chúng ta cúng dường y ca thi đá. Nhưng mà sau cái mùa dân y, chúng ta vẫn có thể đi đến chùa để làm lễ trai tăng được. Hoặc là ở chùa nào đang xây dựng, chúng ta có thể đến để hùng phước xây dựng cũng được thôi. Cái đó là tạo phước Phật. Còn tạo phước đức á, mấy cái loa để ở trong này nó ồn quá. Quý vị nào đem dời cái loa ra ngoài, ngoài cửa ngó vô dùm sư được, nó vang quá. Đem để ở ngoài, ngoài sân đó.
Còn cái loa ở bên đó các vị để ra ngoài xin. Bưng cái loa để ở ngoài sân, để ở ngoài cửa, để cho nó rồi rồi để chỗ đó đó, để chỗ đó. Bởi vì quý vị biết là như thế này, người mà đứng bục giảng á, nó quen đi, cho nên lên cầm cây viết hay là cầm cục phấn viết bảng, người ta biết cái bảng đó là viết đẹp hay là không đẹp, nó thuận hay là không thuận, người ta quen rồi. Cũng như người thuyết pháp vậy, lên thuyết pháp mà để cái âm thanh người ta nghe là người ta biết là âm thanh này trở ngại cho thính chúng. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp thì không cần phải đài loa. Đức Phật Ngài có cái năng lực đặc biệt là cái hội chúng dầu ít dầu nhiều, dầu cho có cả mấy chục ngàn người, 12.000 người của vua Bassanid, vua Bibisara mà đến tụ họp, Ngài thuyết ở đây, Ngài nói chuyện là quần chúng mà ngồi ở xa như vậy vẫn nghe rõ, cảm thanh Đức Phật đặc biệt vậy. Mà ở gần thì cũng nghe rõ, như nhau thôi. Cái đó là một cái điểm đặc biệt. Còn bây giờ thì chúng ta lại bị trở ngại. Thì thưa quý vị, trở lại vấn đề đó, là chúng ta tiếp tục làm phước Phật, tiếp tục tạo phước đức, tức là chúng ta giữ giới, phải giữ giới hàng ngày, vui thai dơ đến già. Pháp Cú Kinh Đức Phật đã dạy như vậy, vui thai chết có phước, vui thai không làm ác. Thì ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà chúng ta giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là người Phật tử chúng ta ngày nào cũng phải giữ giới hết. Chẳng những là chúng ta giữ giới như vậy mà ngày nào chúng ta phải cũng phải sống an trú với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. An trú với tâm từ tức là không phải trong cái mùa lễ hội gặp nhau chúng ta mới có cái sự thân thiện với nhau, mà hết mùa dân y rồi chúng ta gặp nhau chúng ta sừng sộ hay là chúng ta có cái sự phẫn nộ bực mình với nhau, không phải vậy. Nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mong tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào ta cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Thì như vậy là chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bằng cách là chúng ta tạo cái phước đức, giữ giới và tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Và cái chuyện này thì chúng ta làm suốt cả đời, suốt cả năm, một năm 12 tháng chúng ta phải làm luôn, cho đến suốt cả tháng, cả tuần lễ, cả ngày và đêm, lúc nào chúng ta cũng an trú trong cái pháp giữ giới và tu tập tứ vô lượng tâm như vậy. Cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta được cái sự an lành, và chúng ta sẽ có được cái phước đức. Rồi còn có một chuyện nữa là chúng ta phải tiếp tục chúng ta tu tập, đó là vấn đề chúng ta tu tập huấn luyện nội tâm, hay nói một cách khác tức là sống thiền định đó. Rất tiếc một điều là thời nay đó, khi mà Phật giáo đã trải qua hơn 2.000 năm,
thì bắt đầu pháp hành nó mất. Nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn về viên tịch, Phật lịch kể như một, từ cái ngày Đức Thế Tôn niết bàn cho đến khi Phật lịch được 1000, thì trong thời gian 1000 năm đầu á, thì còn pháp thành, tức là còn người đắc đạo quả. Nhưng mà cho đến năm thứ 1000 thì pháp thành mất, không có người đắc đạo quả. Từ khi mà Phật lịch được 1001 cho đến Phật lịch 2000 thì lúc đó là thời gian pháp hành mất. Tức là những vị xuất gia họ cũng không có chú trọng về vấn đề thiền định để huấn luyện nội tâm. Ngay cả người tại gia cư sĩ ở bên ngoài cũng vậy. Ngày xưa quý vị biết thời Đức Phật đó, những nam nữ cư sĩ đến cái ngày bắt quan trai, bắt quan trai giới, một tháng có 4 ngày trai giới. Hồi thời Đức Phật chỉ có 4 ngày thôi, tức là cái ngày mùng 8, ngày rằm, 23 và 30, 4 ngày đó. Những cái ngày trai giới đó thì người Phật tử chúng ta bỏ hết công việc, những người Phật tử đó bỏ hết công việc. Ông có cô độc tới ngày bác quan trai thì ông ta cho đình công, thợ gặt, thợ cài cho nghỉ hết. Nhưng mà nghỉ không phải họ về nhà chơi, nghỉ ông ta vẫn cấp tiền lương, cấp vật thực cho. Nhưng mà ông ta chỉ dạy khuyên mỗi người vô cái phòng để hành thiền. Cái ngày bác quan trai giới là cái ngày hành thiền, người cư sĩ vậy. Cho nên bắt quan trai giới hồi thời Đức Phật mới có phước, mà Đức Phật gọi là cái phước sanh về cõi trời. Cái phước đó mới đem đến cái sự giải thoát trong tương lai. Người cư sĩ ngày bắt quan trai giới là thu thúc lục căn, thu thúc giảng căn là không có xe múa hát, thu thúc dĩ căn tức là không có nghe đờn kèn, thu thúc tỷ căn là không có thoa sức vật thơm, thu thúc thiệt căn là không ăn phi thời buổi chiều, thu thúc thân căn tức là không hành dâm và không có nằm ngồi cái chỗ cao sàn quảng đại êm ái, rồi thu thúc ý căn tức là giữ không tham, không sân, không si, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Cái ngày bác quan trai giới phải thu thúc vậy bằng cách là người ta tu tập thiền định. Còn bây giờ thì pháp hành chúng ta mất rồi. Năm nay Phật lịch đã là 2526 năm rồi, cho nên pháp hành mất. Tuy nhiên Đức Phật ngài dạy rằng nếu bất cứ lúc nào trong thế gian này còn người thực hành theo bát chánh đạo, tức là còn thực hành theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì ngày đó thế gian này không có vắng bóng vị A La Hán. Đức Phật này đã tuyên bố một cách mạnh mẽ như vậy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Tại vì thời buổi bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng thời buổi bây giờ không có bậc thánh, thế là chúng ta bỏ, chúng ta không thèm tu thiền. Hoặc là trong cái thời gian mà mùa lễ hội dân y Ca Thi Na, chư tăng và tu nữ thì bận đi lễ lộc, chứng minh lễ lộc ở chỗ này chỗ kia, cho nên những ngày đó gọi là xin phép Đức Phật nghỉ tu một tháng. Quý vị thấy chưa? Nghỉ tu một tháng. Rồi Phật tử chúng ta, những người ở nhà hành thiền quen rồi, nhưng mà bây giờ cũng xin phép Đức Phật nghỉ tu một tháng để con đi chùa làm phước. Nếu lúc đó Đức Phật ngài hỏi rằng cái phước mà tu thiền với cái phước mà bố thí vật chất, cái phước nào mạnh hơn, nhiều hơn, cái phước nào đưa đến giải thoát, thì bây giờ quý vị trả lời sao? Quý vị phải tự trả lời. Với bạch Đức Thế Tôn, cái phước mà tu thiền diệt tham sân si, cái phước đó nó nhiều, nó mạnh hơn, nặng nề hơn, và quan trọng hơn là cái phước mà làm phước lẻ tẻ như thế này. Chúng ta phải nhớ vậy.
Nhưng mà tại vì bây giờ chúng ta không tu thiền thì chúng ta đi làm phước. Nhưng mà những người nào mà tu thiền thì cứ tối về đó, ban ngày người ta mời đi dự lễ ở đâu thì đi, nhưng mà tối về là dứt khoát là chúng ta không nên bỏ cái thời hành thiền của mình. Chúng ta phải tiếp tục làm thêm. Cái đó là chúng ta mới thật sự là cái người quyết tâm tu hành. Còn nếu như mà chúng ta, người ta nói như thế này nè, hễ mà muốn đó thì tìm cách. Bây giờ muốn tu thiền hả? Cách nào cũng được, thậm chí đi đến chùa dự lễ dương y, chương trình là hành lễ chưa có, chúng ta cũng kiếm gốc cây nào đó, cái băng đá nào yên tĩnh đó, chúng ta ngồi để chúng ta chánh niệm tỉnh giác được. Nhưng mà khi không muốn tu rồi đó, không muốn thì tìm mọi lý do. Lý do là mệt quá, lý do là phải đi chùa, phải làm phước dân y cái thứ đó vân vân. Nhớ, hệ muốn thì tìm mọi cách để thực hiện, còn không muốn thì tìm mọi lý do để thôi thác. Phàm phu chúng ta vậy. Cho nên xin nhắc ở đây thì để cho quý vị tự trắc nghiệm cõi nội tâm của mình, xem coi mình có bị như vậy hay không, rồi chúng ta cố gắng chúng ta tu tập. Khi mà Phật tử chúng ta tu tập đó, chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta nói rằng chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, tức là sau cái mùa dân y cái thí đá, kệ ai không có tiếp tục cuộc hành trình, không có tiếp tục làm phước, nhưng mà bản thân mình tiếp tục làm thiện, làm phước, tạo phước Phật, tạo phước đức, tạo phước trí, tiếp tục. Bởi vì sao? Chúng ta nên nhớ như thế này, cuộc đời này là một cái quán trọ. Chúng ta từ ở đâu sanh lại đây, trong cuộc đời này chúng ta đi có mình. Và khi mà chúng ta mệnh chung rời khỏi cái quán trọ cuộc đời này, chúng ta tái sanh ở cảnh giới khác, chúng ta cũng đi một mình thôi. Cha mẹ không đi theo, anh chị em không đi theo, bà con quý thuộc, bạn bè thân hữu, không ai đi theo mình được hết á. Và nghiệp của ai thì nấy mang, tức là cái hành trang của chúng ta đó. Hễ mà chúng ta tạo phước nhiều, bây giờ như thế này, mình đi du lịch, nguyên một đoàn người đi du lịch, thì có thể là ở trong cái vali của mình á, thì mình có nhiều cái thức ăn, hay là có nhiều vật dụng xài. Những người khác đi trong đoàn mà không có thì mình có thể chia sẻ được. Nhưng mà cái dòng sanh tử luân hồi đó mà chúng ta đem theo hành trang là phước báo, thì cái phước báo đó ai làm nấy hưởng, không có cho ai được hết. Dầu cho cha mình, mẹ mình, nhưng mà cha mẹ không chịu làm phước, bây giờ mình làm con, mình làm phước, mình sanh về cõi trời, mình không thể mình chia bớt cái phước cho cha mẹ để mà cha mẹ sanh về cõi trời theo, không có đâu. Do đó cho nên Đức Phật Ngài mới dạy, tại sao mà Ngài dạy người con mà gọi là trả hiếu hết cho cha mẹ đó, là phải làm sao hướng dẫn cho cha mẹ có đức tin, hướng dẫn cho cha mẹ giữ giới, hướng dẫn cha mẹ xả tài bố thí, hướng dẫn cha mẹ có trí tuệ. Người con đó gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Là tại sao vậy? Bởi vì chúng ta làm như vậy là giúp cho cha mẹ mình có cái hành trang đem theo trong ngày vị lai. Ý nghĩa là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng cái việc mà chúng ta tu tập bây giờ đó là lợi ích trong tương lai cho chúng ta. Nhưng mà trong cái việc tu tập của chúng ta đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ như thế này. Chúng ta phải tu tập căn bản thiện pháp. Thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập có phương pháp. Cái thứ ba nữa là chúng ta tu tập làm một cái đạo lộ vững chắc. Thế nào là tu tập căn bản thiện pháp? Ở đây trong bài kinh Chánh Tri Kiến Samadhi Sutta
Tôn giả Sariputta ngài trả lời cho các vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo hỏi: bạch thưa tôn giả, như thế nào gọi là một vị đệ tử Phật có chánh tri kiến? Thì tôn giả Sariputta ngài nói rằng: một người mà biết được thế nào là pháp thiện, thế nào là căn bản pháp thiện, đó là có chánh tri kiến. Người nào biết được pháp bất thiện, căn bản pháp bất thiện, đó là có chánh tri kiến. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thiện pháp á, quý vị hoan hỷ quý vị nhớ trước tiên là chúng ta phải biết căn bản thiện pháp là gì. Thế nào là căn bản thiện pháp? Chắc có lẽ là Phật tử chúng ta không ai để ý. Thiện pháp á, thì tất cả những cái tâm thiện và tâm sở thiện, và nó tạo ra những cái việc như là bố thí, trì giới, tu thí, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tỷ phước và cải chánh tri kiến. Thế nhưng căn bản của thiện pháp chỉ có ba thôi, là luôn luôn lúc nào thiện pháp là vô tham. Hễ mà chúng ta đi làm phước mà chúng ta còn nghĩ đến cái chuyện là chúng ta còn tham đắm ở cõi trời, tham đắm cõi người và mong mỏi được cái quả di thục, thì như vậy là thiện pháp bất thành, thưa quý vị. Bởi vì cái đó nó còn dính dấp một chút xíu cái tâm tham, nó còn dính dấp một chút xíu tâm tham. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta làm phước, hễ xả tài thì phải cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, không mong cầu trong tương lai được cái gì, chỉ mong làm sao cho tâm nó tốt đẹp thôi. Làm trang nghiêm tâm, thanh tịnh tâm mà. Cho nên chúng ta nhớ thiện pháp, cái đặc tính đầu tiên, cái căn bản đầu tiên là phải là Alo Phá, là vô tham. Cái thứ hai nữa đó là vô sân. Cái căn bản thiện pháp là không có nóng nảy, không có bực bội. Khi mà chúng ta đi chùa làm phước, thí chủ đi chùa làm phước, nhưng mà hễ lúc nào thí chủ chúng ta đó mà để cho cái tâm sân nó nổi lên, mình dọn dẹp bên đây, dọn dẹp bên kia, mình thấy người ta bài biện không theo ý muốn, mình khởi lên tâm sân, thì mình nên nhớ rằng cái này không phải là thiện pháp. Bởi vì tâm sân nó khởi lên không phải là thiện pháp. Dầu cho chúng ta đang sắp xếp công việc làm phước, nhưng mà rõ ràng là chúng ta khởi lên cái tâm sân thì như vậy không phải là thiện pháp. Cái thiện pháp á, cái căn bản là vô sân, là tâm mát mẻ. Khi mà chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta không có cái sự hối tiếc. Mà hễ bỏ tiền ra mà chúng ta có sự hối tiếc á, thì đó không phải là thiện pháp. Khi mà chúng ta làm phước cúng dường trong cái cuộc lễ, mà những người hùng phước với chúng ta mà họ lăng xăng lộn xộn, hoặc là họ làm trái nghịch lòng, mà chúng ta là người thí chủ, mà chúng ta có cái sự bực mình khó chịu đó, quát tháo, thì như vậy là không phải, không phải lúc đó là chúng ta đang làm thiện pháp đâu. Chúng ta nhớ cẩn thận, nhớ cẩn thận. Bởi vì cái trạng thái Adosa là vô sân đó, là thiện pháp. Thứ ba nữa là vô si Amoha, tức là phải có trí tuệ. Khi mà chúng ta làm việc phước gì, tu tập cái điều gì, mà chúng ta có trí tuệ sáng suốt, biết cân nhắc cái lẽ thiệt hơn, thì cái đó nó là, đó là thiện pháp. Cho nên làm phước phải, phải biết rõ được căn bản của thiện pháp. Thứ hai nữa, làm phước phải có phương pháp. Làm bất cứ cái nghề nghiệp nào cũng phải có phương pháp. Xây dựng một cái nhà cũng phải có phương pháp. Muốn xây dựng cái nhà, nếu mà cái đất ở chỗ đó đó mà nó thuộc về cái hà lãng bùng, cái ao bùng, chúng ta phải múc hết bùng lên.
cho tới đất cái rồi chúng ta mới đóng cừ. Đóng cừ sâu xuống đất, sau khi thử tải mà thấy không lúc rồi đó thì bắt đầu mới cuốn đời lên rồi đổ đại dằn. Cao khỏi mặt đất bao nhiêu đó thì tùy theo mình. Rồi chúng ta mới bắt đầu lên gột, mới lên tường. Người ta làm có phương pháp trật tự từ đầu cho đó, từ cái bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, 5, bước 6, bước 7 cho đến bước 10. Thì như vậy chứ ta làm việc bên ngoài phải có phương pháp. Tu tập quý vị, bây giờ có phương pháp. Người Phật tử chúng ta trước khi mà vô hành thiền, đâu phải là chúng ta đâu phải là có nền tảng được ở trong quá khứ đâu. Cho nên bây giờ trước tiên thì khi mà sắp vô ngồi hành thiền, quý vị nhớ chú ý một điều. Chúng ta ngồi yên lại, lắng nghe, xem coi thân và tâm nó đang ở cái trạng thái an lạc hay là bất an. Ngồi lắng nghe cái đã. Nếu như mà tâm nó còn rạo rực, nó còn bực bội cái chuyện gì, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái tâm đó, dẹp nó xong ấy. Giống như là chúng ta dẹp cỏ rác ở trên cái nền nhà vậy đó. Phải làm cho sạch sẽ cái đã, rồi chúng ta mới bắt đầu xây cái nền móng. Trước tiên là quý vị phải liên tưởng đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến tăng chúng, với ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, để thiết lập cái niềm tin của chúng ta cái đã. Ai mà tu thiền, ai mà giữ giới, ai mà bố thí mà không có nghĩ đến cái niềm tin, không có thiết lập cái niềm tin thì cái phước báo của người đó kém lắm thưa quý vị. Nó kém lắm. Giống như bây giờ như thế này nè, nói tới vụ mùa phải gieo mạ rồi, không biết ớt giáp hết, không chịu làm tuần tự, cứ là thửa ruộng đó đem cái thúng hạt giống ra mà rải đại lên trên thửa ruộng thì vậy làm sao mà lúa tốt được. Người ta trước hết ta phải làm cỏ phát quang, rồi người ta phải dắt nước, chắc nước ra, xong rồi người ta phải cài lên, xới lên, ta phải bừa, phải trục cho nó nhuyễn nhừ đất, rồi phải làm cho nó bằng, người ta mới bắt đầu người ta gieo mạ. Chúng ta cũng vậy, trước tiên là chúng ta phải có thiết lập cái niềm tin. Thiết lập niềm tin chưa đủ, chúng ta phải thiết lập giới. Bởi vì chúng ta có niềm tin rồi, nhưng mà ngày hôm qua hôm kia mình sát sanh hay mình trộm cắp, thì bây giờ mình ngồi yên lại vậy, cái tâm nó bắt đầu nó sao động, cái tâm hối hận, tâm nó có cái sự bồn chồn lo lắng, phân tâm như vậy làm sao tu. Bây giờ chúng ta phải giữ giới trước. Chúng ta sau khi phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nguyện rằng con không sát sanh, con không trộm cắp, không tà dâm, không nấu dấu, không uống rượu, con không làm thân ác, không làm khẩu ác, không làm ý ác. Sau khi chúng ta thiết lập của mình ở trên niềm tin, giới hạnh xong rồi mới bắt đầu chúng ta phải thiết lập thêm nữa là phải có chánh tinh tấn hay là nhiệt tâm, atapi. Tâm nó đang biến nhát đó. Thí dụ sáng thức dậy gần tới giờ hành thiền, tự nhiên suy nghĩ bữa nay mệt quá, thôi chắc mình nghỉ bữa đi. Mà hai bữa nay nghỉ được bữa, ngày mai nó có lý do nó xin phép nghỉ bữa nữa. Vì bây giờ thế này cái tâm nó bị hôn trầm lười biếng là phải trị liền, phải trị cái tâm buồn ngủ giả dự đó, dẹp bỏ qua bên. Chúng ta nghĩ rằng đường sanh tử luân hồi, nhiều khổ ải gian truân, nếu mà ta biến nhát như thế này đó thì trong tương lai sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ô tô la khổ lắm. Mà dầu cho có được sanh về cõi trời, cõi người đi nữa, nhưng mà mang cái thân bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết cũng là khổ. Cho nên chúng ta suy nghĩ ở chỗ đó đó, cái tự nhiên cái tâm tinh tấn lên, tâm tinh tấn lên. Thế là chúng ta thiết lập cho mình cái phương pháp là đức tin, giới và tinh tấn. Xong rồi chúng ta mới bắt đầu chúng ta giữ chánh niệm, sati.
Chánh niệm xong rồi, chánh niệm đi đến đâu, trí tuệ, tỉnh giác, Sampajanya đi đến đó. Sư nói với quý vị là chúng ta tu tập theo năm phương pháp này đó, là một người Phật tử chúng ta phải nói là một người có cái phẩm hạnh không thua gì các vị chư thiên phạm thiên đâu. Chúng ta phải tu tập gì? Còn bây giờ chúng ta ngơ ngác không biết gì hết, thấy người ta ung ung chạy xuống Hà Tiên đi nghe Ngài Kim Triệu giảng thiền, chạy xuống dưới mà mình biết ất giáp gì đâu mà tu thiền, hay là chạy qua bên Miến Điện qua các trường thiền để tu, biết cái gì mà tu. Chúng ta chưa có nền tảng. Cho nên ở đây ra quý vị phải thiết lập cho mình một cái nền tảng. Trước là phải có cái phương pháp. Cái chuyện đơn giản nhất là cái chuyện chúng ta bố thí lễ dân y ca thi na, chúng ta cũng phải có phương pháp để làm cho tâm thiện nó sanh nữa. Ở trong chú giải giải thích này, ngày mai là cái ngày mà chúng ta đi làm phước. Chúng ta phải tự nghĩ rằng khi mà ta làm chủ lễ dân y ca thi na, hay là ta bỏ tiền ra mua bộ y để hùng phước, nó tốn kém lắm, coi chừng cái tâm này nó sẽ bị hối tiếc. Thế là tối nay đó, ngày mai làm phước, tối nay là bắt đầu nằm suy quán. Nằm suy quán, quán cái gì? Ở trong chú giải nói niệm sự chết, chắc chắn ta phải chết. Mà cuộc đời này là Asako Loko Sambang Pahaya Gamaliyan, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Nếu mà đêm nay ta chết mà với cái tâm mà hối tiếc tài sản thì không có lợi cho cái thiện, cái sự tái sanh trong tương lai. Cho nên phải dẹp trừ cái tâm đó bằng cách là chúng ta niệm sẽ chết. Sabbe satta marissanti maranantang hi chi vi tăng, hay là chúng ta quán tưởng rằng parichinnang idang rupang roganithang papangurang phichiti putisande ho maranantang hi chi vi tăng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh, đống hôi thúi đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Chúng ta cứ quán xét như vậy để cho tâm nó bình yên cái đã. Hay là chúng ta quán về sự vô thường, khổ não, vô ngã, vân vân. Có cái sự quán xét xong rồi chúng ta mới làm phước. Rồi khi mà đến chùa làm phước, chúng ta phải tự dặn lòng rằng cái gì mình ăn xài thì cái đó hết. Cái gì mình tích lũy, cất giữ để dành thì sẽ để lại cho người khác, chứ mình không có mang theo. Chỉ có cái gì mà mình xả tài, làm phước rồi thì cái đó còn là của mình thôi, đem theo trong ngày vị lai. Nhớ dặn lòng như vậy. Cho nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quan hỷ với việc làm phước. Đó thì chúng ta có cái bước chuẩn bị. Còn đang trong lúc mà chúng ta làm phước đó, các Phật tử chúng ta đừng để cho cái tâm run sợ nó làm cho mất cái tâm thiện đi. Không có gì phải run sợ cả. Quý vị nên nhớ nè, cái dòng sanh tử luân hồi này chúng ta đã gặp không biết bao nhiêu chúng sanh rồi, thì có gì ở đây đối diện trước mặt chư tăng là những người hiền thiện, có gì đâu phải sợ phải run. Mà thí chủ lên mà đọc lắp bắp run rẩy thì như vậy là mất cái tâm thiện đi. Cho nên chúng ta phải dạn dĩ, chúng ta phải dạn dĩ lên bằng thật lòng của mình. Có những người Phật tử tội nghiệp lắm, họ đi chùa họ nói con lần đầu tiên mới làm phước dân y cái thí ná, con sợ làm không đúng cái nghi thức nghi lễ cái nó kỳ. Lúc đó chúng tôi mới nói với họ như thế này: kỳ rồi mà thí chủ dân y ở chùa Vĩ Giác, chúng tôi nhắc, chúng tôi nói mục tiêu của chúng ta đến đây làm gì? Làm phước. Làm phước làm sao cho đúng luật thôi, làm phước làm sao cho nó đúng pháp thôi. Còn cái vấn đề ghi lễ, quý vị có trật chùa cũng không sao cả, đừng có quan tâm cái vấn đề đó, để cho tâm có sự an lạc. Cho nên khi mà người Phật tử chúng ta làm phước đó, chúng ta nhớ là chúng ta làm việc gì chúng ta phải có phương pháp.
Mà nếu mà chúng ta không có phương pháp chúng ta làm đó, thì chúng ta dễ bị thất bại lắm. Quý vị có biết rằng có những vị họ thuyết pháp được nhưng mà dạy học không được. Có những vị thuyết pháp dạy học được nhưng mà viết sách không được. Tại sao vậy? Bởi vì không biết phương pháp. Lúc lên thuyết pháp có phương pháp nấu trước công chúng khác, mà lúc mà dạy học đứng trên bục giảng phải có phương pháp sư phạm và khác, mà lúc mà viết lách phải có phương pháp viết lách. Tức là chúng ta phải bố cục trước, xem coi cái quyển sách này, cái tựa đề này, ở trong đó chúng ta phân ra làm 5 chương, 6 chương gì đó. Cái chương đầu nói cái gì, chương 2 nói gì, chương 3 nói gì, chương 4 nói gì, và chương cuối cùng là chương nói cái gì để kết luận. Là phải có phương pháp hết, chứ đâu phải viết cũng giống như là báo lá cải đâu. Cho nên ở đây đó, chúng ta làm việc gì cũng có phương pháp. Từ cái chuyện mà xây dựng nhà cửa hay là tạo dựng công ty, xây dựng cái công ty, mở cái công ty, cái cửa hàng, chúng ta đều phải làm đúng cái quy trình, cái phương pháp. Ngay cả cái việc chúng ta tu tập làm phước, và thậm chí là cái việc mà chúng ta hành thiền, chúng ta cũng phải có cái phương pháp, thứ lớp, trật tự. Và thứ ba nữa đó là sư môn nói với quý vị là làm sao để cho thiện pháp trở thành con đường chánh cố định. Khi mà chúng ta cất cái nhà, trước tiên là chúng ta phải định vị cho được cái con đường từ ngoài lộ cái vô nhà mình cho thông thoáng, không có trở ngại. Thưa quý vị, đang khi không mua được miếng đất thọt lọt thỏm ở bên trong, cái mình xây dựng cái nhà cho bề thế lên. Nhưng mà bây giờ hỏi vậy chứ, từ cái cửa nhà mở cửa muốn đi ra lộ cái đi đường nào, bây giờ phải đi qua nhà người ta, đất người ta vui thì người ta cho đi, còn buồn người ta không có cho đi thì sao đây? Cho nên chúng ta phải làm thiết lập con đường mới được. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập thiện pháp đó, chúng ta không phải là chúng ta tùy hứng. Đừng có làm cái kiểu Bồ Tát hứng, tức là bữa nay hứng thì đi làm phước, bữa nay hứng thì vô hành thiền, nhưng mà vài bữa nữa thì bỏ riết. Có những người Phật tử đó mới quy Tam Bảo 1 năm, 2 năm, 3 năm, 3 năm đầu thì họ tu, họ tạo phước, nhưng mà đến chừng năm thứ tư rồi họ lơ là, họ bỏ riết. Nói mang danh là Phật tử nhưng mà thật sự ra thì Phật tử đó là cái gì? Phật tử đó họ chỉ có cái nghề, có cái thẻ quy y và có cái pháp danh, nhưng mà thưa quý vị, đâu phải là Phật tử đâu. Đâu phải là Phật tử. Chúng ta phải làm sao á, người Phật tử chúng ta phải tu tập thiện pháp cho nó trở thành một cái đạo lộ chính đáng. Tức là chúng ta phải tu tập, thứ nhất là chúng ta phải làm thường xuyên, phải tu tập thường xuyên. Chúng tôi nhớ hoài có một cái chùa đó, cái vị trụ trì đó mới hỏi vị trưởng lão, hỏi bây giờ ở trong chùa mình như thế này, mình cần phải thiết lập một cái ban cư sĩ hộ tự, như vậy thì bây giờ phải chọn ai là trưởng ban cư sĩ? Vị trưởng lão nói một câu đơn giản thôi: không cần thiết phải là người có chức quyền, không cần thiết phải là người giàu có nhất vùng, mà ngài phải hợp cư sĩ lại và phải xem coi người cư sĩ nào nắng cũng đi chùa, mưa cũng đi chùa, sớm chiều cũng đi chùa, chùa mà an vui họ cũng đi, mà chùa mà có cái chuyện khó khăn họ cũng đến để chia sẻ với chư tăng, người đó nên cho làm trưởng ban cư sĩ.
quý vị thấy vị trưởng lão nói gì. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta gì, Phật tử đi đến chùa, sư không còn biết quý vị ở bên ngoài giai cấp như thế nào, địa vị như thế nào trong xã hội, tài sản ra sao sư không biết. Nhưng mà là một người Phật tử mà, hồi xưa cách đây 30-40 năm sư đi thuyết pháp ở Lễ Dương Y cũng gặp họ, cho đến bây giờ cũng vẫn gặp họ đi chùa nghe pháp trong Lễ Dương Y. Người đó mới gọi là Phật tử thuần thành. Rồi tại sao vậy? Trải qua cái cuộc thăng trầm của cuộc sống mà họ không bỏ đạo, họ không quên Tam Bảo, thì cái người đó mới là đáng trân quý, mới đáng trân quý. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập làm sao phải bắt tu Nisajapajaya, là phải tu tập thường cận y duyên. Thậm chí tu tập quen rồi, đến khi mà chúng ta ngủ, chúng ta chiêm bao cũng thấy mình đi chùa, giật mình thức giấc liền nhớ rằng có thật đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, rồi nằm lại ngủ tiếp. Tu tập như vậy đó mới thuần thục. Cho nên ở đây thưa quý vị, nói đến cái chuyện tu tập dễ chứ không phải là khó. Nhưng mà nó dễ là dễ với người biết, còn người không biết thì nó rất khó. Và xin nói quý vị là, thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình, là sau cái ngày Lễ Dân Y này rồi đó, chúng ta chưa hết phận sự phải làm. Đối với người cư sĩ thì nam cận sự nữ trong Phật giáo, là chúng ta phải tiếp tục để chúng ta tạo thiện pháp, phước Phật, phước đức, phước trí. Và một điều nữa là xin nói quý vị lưu ý, là những thiện pháp nào mà chúng ta đã làm thì chúng ta phải tiếp tục làm thêm những thiện pháp đó, tức là chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, sư phải tiếp tục cuộc hành trình là sư đang soạn cái quyển Pháp Cú Diễn Giải và cái soạn cái quyển Vi Diệu Pháp, bây giờ còn đang bỏ dở, sư ngừng lại trong cái mùa Dân Y. Sau mùa Dân Y chiều nay sư về là sư phải tiếp tục soạn, chứ không thể nào nói bữa nay Dân Y mệt quá thôi nghỉ, không có. Tức là phải làm nó mới thành, nó mới thành tựu. Cho nên phải làm. Thì người Phật tử chúng ta cũng vậy, phải tiếp tục. Và cái thứ ba nữa mà các Phật tử chúng ta phải nhớ là, cái này thì chúng ta không muốn nhưng mà bắt buộc phải là như vậy, là chúng ta vẫn phải tiếp tục lăn trôi sanh tử luân hồi. Do đó cho nên chúng ta phải quán xét rằng Đức Thế Tôn đã dạy, này chư tỳ kheo, vô thủy là luân hồi, xa xôi diệu vợ trải qua nhiều đời sống trong quá khứ, các ngươi đã phải chịu nhiều cái sự khổ ải, phải đã chịu nhiều cái sự đau khổ, thật quá đủ để nhàm chán cái sự luân hồi, thật là quá đủ để dứt bỏ cái sự luân hồi, thật là quá đủ để giải thoát khỏi khổ luân hồi. Chúng ta nhớ gì? Thì hôm nay đó, sư muốn chia sẻ với quý vị một cái thời pháp cuối trong cái mùa Dân Y Ca Thi Ná. Hy vọng rằng cái thời pháp này sẽ gợi nhắc lại cho các Phật tử chúng ta những điều cần phải làm, cần phải tu tập tiếp tục, để chúng ta đem lại cho mình một cái sự an lạc trong đời này, đời sau, và lợi ích giải thoát. Và quý vị nên nhớ rằng mình tu tập càng tinh tấn thì có lợi ích cho mình, chứ không phải là sư khuyên quý vị tu tập giữ vững niềm tin để rồi năm sau quý vị tiếp tục đi xuống chùa sư làm phước cho sư nữa. Đâu, không có đâu, sẽ không có vậy. Mà sư chỉ cần muốn làm sao năm nay mấy mặt này tu tập làm phước, những năm sau sau nữa sư đi đến đây vẫn gặp được mấy cái mặt này là đi làm phước tu hành. Nhưng mà mỗi một năm thì gương mặt của chúng ta sáng hơn, là bởi vì thiện pháp nhiều hơn, trí tuệ sáng suốt hơn. Sư hy vọng đến vị, sư chia phước này đến tất cả
chư thị nam tín nữ có mặt, nhất là thí chủ làm phước trong ngày hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên đức đệ đế thích tứ đại thiên vương, xin các ngài hãy tùy hỷ hộ trì Phật pháp cho được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.